bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một từ tiếng Anh ngố kinh điển, đó chính là từ G9. Có thể bạn biết từ này rồi, hoặc có thể bạn chưa biết. G9 không phải là good night. Số 9 là night, còn buổi đêm là night. Giống như các bạn nói bật và có bật chẳng hạn. Người Việt người ta hay hiểu là G9 là good night. Nhưng các bạn chat với một người Anh chẳng hạn, người Mỹ chẳng hạn, thì không, người ta chắc chắn sẽ không hiểu các bạn biết G9 là cái gì đâu. Đây là những cách cool hơn để các bạn biết good night. Còn G9 khi đi mà chat, mình chat với người Anh ấy, G9. Chào tạm biệt các bạn, see you next time.